Xin chào, hôm nay Baby Moon sẽ giải đáp thắc mắc về quy trình của một buổi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới nhé. Một buổi chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới tại studio thường gồm các bước như sau. Một là tư vấn và lên ý tưởng. Trước khi chụp ảnh, khách hàng sẽ được tư vấn về phong cách chụp ảnh, trang phục, phụ kiện và hướng dẫn về các tư thế chụp ảnh. Khách hàng cũng có thể đưa ra những ý tưởng riêng của mình để nhiếp ảnh gia có thể tạo ra những bức ảnh độc đáo và phù hợp với sở thích của mình. Hai là trang điểm và làm tóc. Trước khi chụp ảnh, các mẹ sẽ thường được làm tóc và trang điểm để trông thật đẹp và rạng rỡ trong bộ ảnh. Nếu không biết làm tóc và trang điểm thì ở Moon đã có bao trang điểm chuyên nghiệp luôn nên các mẹ yên tâm nhé. Ba là chụp ảnh. Sau khi đã được trang điểm và làm tóc, sẽ bắt đầu chụp ảnh. Trong quá trình chụp, các photo và các hoạt náo viên sẽ hướng dẫn và chỉnh tư thế, ánh sáng và góc chụp để có được những bức ảnh đẹp nhất. 4 là xử lý ảnh. Sau khi chụp ảnh, các bức ảnh sẽ được xử lý và chỉnh sửa bằng các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp để có tạo ra những bức ảnh đẹp nhất. 5 là in album ảnh. Sau khi đã xử lý ảnh, các bức ảnh sẽ được in ra với công nghệ in siêu sắc nét và siêu bền và bảo hành cho màu sắc cho mình luôn nha.